Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Một cái bài học tiếp theo, tôi sẽ nói về một công cụ rất là phổ biến và hữu ích dành cho chúng ta trong mảng online marketing, online sale. Đó chính là website của chính anh chị. Vâng, website thì bây giờ nó rất là phổ biến rồi. Thì chúng ta có thể là tạo ra một cái website rất là đơn giản và dễ dàng. Thì khi mà tạo ra website thì chúng ta sẽ quan tâm đến điều gì? Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ quan tâm đến chuyện là chúng ta thuê viết riêng cái web đó hay là chúng ta mua các cái web có sẵn. Thuê viết riêng hiện nay thì tùy vào cái mức độ khó cũng như là cái mức độ đòi hỏi của một cái website thì chúng ta có thể chi trả khoảng từ 10 đến 20 triệu là chúng ta đã có thể viết được một cái trang web, tôi nghĩ là cũng hòm hòm rồi. Hiện nay thì trên thị trường nó có rất nhiều loại, có rất nhiều nhà cung cấp, có thể là công ty, có thể là cá nhân, có thể là các cái nhóm có thể tạo cho các bạn cái website rất là nhanh trong vòng vài ngày hoặc là 1-2 tuần hoặc thậm chí lâu hơn. Tôi đang nói những cái ví dụ nha, các bạn đừng có nghĩ là làm gì mà cái web của tôi làm nhanh như thế mất cả tháng cơ. Không, ý tôi nói là ở đây có rất nhiều loại, được chưa ạ? Vâng, thế thì chúng ta có thể thuê hoặc là chúng ta mua cái website có sẵn. Mua website có sẵn là như nào? Ví dụ như là ở trên thị trường nó có những cái hệ thống nó tạo các cái trang có sẵn giống như ở nhà chung cư ấy. Thì chúng ta mua cái thì nó có sẵn các cái giao diện, chúng ta chọn chúng ta up lên rất là nhanh chóng và đơn giản. Chúng ta sử dụng như vậy và chúng ta trả phí hàng tháng, hàng năm. Đây là cái cách mà người ta sử dụng, người ta gọi là subscribe, đúng không ạ? Bán, thuê cái dịch vụ đó hàng năm chúng ta phải trả tiền. Thì cái việc mà chúng ta mua các website có sẵn thì ưu điểm của nó chính là nhanh, tiện, rẻ, đẹp, đúng không ạ? Nhưng nhược điểm là nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì đôi khi là chúng ta sẽ không thay đổi được và phụ thuộc vào nhà cung cấp rất nhiều. Cái đứa mà nó làm sale cho mình lúc đấy thì nó lại không làm nữa, nó lại đi chỗ khác, nó làm ở công ty khác, thì cái việc mà chăm sóc cũng rất là phiền phức. Thế thì kể cả website mà chúng ta thuê mướn cũng vậy, nhất là chúng ta thường là các cái người làm doanh nghiệp hoặc là các cá nhân làm sale thì chúng ta không biết nhiều về web. Thì đó là cái lời khuyên của tôi, là tùy vào cái chuyện là chúng ta có tiền tới đâu và tùy vào cái việc là chúng ta am hiểu tới đâu để chúng ta có thể làm, mức độ cấp bách ra sao. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến việc là chúng ta mua một cái tên miền làm sao cho nó đẹp, cho nó phù hợp với thương hiệu, phù hợp với cái website chúng ta bán cái gì, có đúng không ạ? Và tính năng của website thì bây giờ nó phải đầy đủ một chút, các cái tính năng về thương mại điện tử như là thanh toán, như là giỏ hàng, như là đơn hàng, như là theo dõi đơn hàng, gọi là order tracking đấy. Rồi thì chúng ta cũng phải có auto responsive, tức là những cái tính năng mà sẽ giúp cho chúng ta có thể tương thích với tất cả các thiết bị và tất cả các loại màn hình trên thị trường bây giờ. Bởi vì là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là 60-70% cái lượt truy cập vào website nó đến từ các cái thiết bị di động hay còn gọi là tablet hoặc là smartphone, đúng không ạ? Và chủ đạo chắc là 50-60% nó là từ smartphone. Cho nên nếu mà chúng ta không có auto responsive hoặc là chúng ta không viết các phiên bản mobile dành cho điện thoại thì chúng ta sẽ rất là tiếc và rất là khó để có tiếp cận được với khách hàng người ta online bằng các thiết bị di động. Thì đấy là một số cái gợi ý tôi nói về việc tạo website. Và một số cái sai lầm mà các cái chủ doanh nghiệp hoặc là các bạn làm web hoặc là những người mà bán hàng thường hay sai lầm là mình cứ tạo ra một cái trang web tầm tạm nhưng mà mình không biết cái mục đích của trang web mình tạo ra là gì. Đấy. Rồi một số người cho rằng là có trang web là ok rồi, là xong rồi. Chúng ta tạo ra theo kiểu cho nó có rồi. Chúng ta không chăm chút, chúng ta không đăng bài, không SEO bài, không tạo traffic, đúng không ạ? Web rất là xấu, rất là sơ sài. Và rất nhiều người bán hàng là cái người mà ta viết web cho bạn xong, người ta cũng không thúc đẩy, không giúp bạn là phát triển cái trang web đó lên. Thì đó là những cái sai lầm nếu mà chúng ta xác định là chỉ làm cái trang web cho nó có thôi. Nhiều trang thì cũng vườn vào cái như là vườn không nhà trống, tính năng thì nghèo nàn, thông tin thì sơ sài. Thì những cái thứ như vậy các bạn nên rút kinh nghiệm. Nếu sếp của các bạn đang gặp phải thì các bạn hãy giúp họ. Nếu như là các bạn đang gặp phải thì các bạn hãy sửa ngay. Hoặc là như website mà của những công ty mà tôi khi tôi đến làm tư vấn hoặc là tôi làm marketing kinh doanh cho họ thì tôi thấy là thông tin thì không đầy đủ, hoặc là hình ảnh thì rất là xấu, chụp thì lem nhem, Photoshop thì không làm, cắt cúp thì các cái định dạng thương hiệu các thứ thì không tuân thủ. Nó rất nhiều vấn đề, đúng không ạ? Thì chúng ta xem chúng ta đang gặp phải vấn đề gì các bạn nhé. Hoặc là nếu mà chúng ta đơn giản hơn, chúng ta là những cái người làm sale thông thường
thì chúng ta có thể tạo ra các blog hoặc là các free web rất là sẵn ở trên thị trường. Các bạn search trên mạng cái free web nó ra rất là nhiều, như là Weebly hay là WordPress hay là những cái dịch vụ free web đầy ở trên thị trường. Chúng ta tạo ra nó và chúng ta gán domain vào cũng không mất tiền đâu. Nếu như chúng ta làm đơn giản, chúng ta không cần phải đầu tư. Còn nếu mà chúng ta làm một cái thương hiệu lớn hoặc là một cái doanh nghiệp hoặc là chúng ta có tiền thì chúng ta nên đầu tư. Tôi có thể trợ giúp cho các bạn trong việc làm web nếu mà các bạn muốn, hoặc là web của các bạn là đang có vấn đề thì các bạn có thể hỏi tôi thì tôi có thể cố vấn giúp các bạn, được không ạ? Sau khi có website rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc cập nhật nội dung. Chúng ta quan tâm đến việc cập nhật nội dung thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là mục đích của chúng ta tạo ra cái trang web này là gì. Nếu như mục đích là để bán hàng thì trang web đấy phải có tính năng thương mại điện tử. Nếu như mục đích là để giới thiệu sản phẩm thì trang web đấy hình ảnh phải rất lung linh, có đúng không ạ? Và nếu như mục đích chỉ đơn giản là để tăng SEO thì trang web đấy phải rất được tối ưu. Đấy, ví dụ như vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ thống rất là tốt để mà tối ưu cho cái trang web cũng như là tối ưu cho SEO. Chúng ta có thể viết các bài viết và lưu ý khi viết bài thì cũng hết sức là cẩn thận, tránh cái việc là chúng ta sẽ vi phạm bản quyền. Hiện nay các vấn đề bản quyền sao chép của nhau rất là nhức nhối, đúng không ạ? Vâng, hình ảnh thì chúng ta cũng phải đầu tư chụp, quay, Photoshop, chỉnh sửa, gắn logo, chìm vào đó, đúng không ạ? Vì trên mạng nó có những cái tình trạng là ăn cắp những cái hình ảnh, thông tin của nhau, các bài viết của nhau, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta là những người có đẳng cấp thì chúng ta hãy tạo ra những cái nội dung đó thay vì đi ăn cắp, được chưa ạ? Và chúng ta tạo ra các nội dung chính xác, hấp dẫn và mang tính chất là để giúp bán hàng từng bước. Để bán được hàng thì các bạn có thể tham khảo những cái 16 bước bán hàng, đúng không ạ? Viết như thế nào trong cái nội dung đó, nó gồm có 16 bước. Ví dụ như là tạo ra sự khan hiếm, giới thiệu về sản phẩm, rồi thì chương trình khuyến mại, rồi cách thức ship, rồi cam kết, rồi thì khách hàng nói về sản phẩm vân vân. Đó chính là cách mà chúng ta tạo ra cái sản phẩm đó. Hay là cái sự liên kết, để chúng ta có thể học thêm một chút về SEO, về viết bài và về cái việc là viết cái bài theo cái mô típ 16 bước như vậy. Và chúng ta cũng chú ý đến các cái thao tác, các cái cách thức mà khách hàng người ta thao tác ở trên mạng làm sao cho nó đơn giản, nhanh nhất có thể để đi đến cái hoạt động mua hàng. Bởi vì ngày nay người ta sẽ sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng rất nhiều trong cái quá trình mua hàng. Cho nên là cái diện tích của một cái màn hình nó rất là nhỏ và cái ngón tay nó rất là to, cho nên chúng ta phải tối ưu nó. Và chúng ta cũng phải sắp xếp hình ảnh làm sao cho nó đẹp, cho nó nhẹ, cho nó tăng cái tốc độ tải lên. Đó chính là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải xử lý. Nếu như chúng ta không phải là người giỏi về cái này thì chúng ta phải biết những cái thông tin như vậy để chúng ta làm, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta order, chúng ta thuê mướn theo đúng cái lời khuyên mà tôi đã khuyên, đúng không ạ? Có tối ưu cho mobile không, có tối ưu cho SEO không, có nhẹ không, có cái cách thức như nào đấy không, vân vân vân, thì chúng ta sẽ làm thấy rất là đơn giản. Chúng ta nên học về SEO, SEO, và để làm SEO cho web. Bởi vì tạo ra web rồi thì phải có traffic, hay còn gọi là có truy cập vào website. Thế nếu mà không có truy cập, người ta không biết đến tên miền, người ta không tìm thấy mình, không vào AdWords, đúng không ạ? Thì làm sao mà người ta truy cập vào trang web của chúng ta được? Và khi không vào trang web của chúng ta thì làm sao chúng ta bán được hàng? Thế đó chính là lý do chúng ta phải học SEO và làm SEO hoặc là thuê làm SEO. Hiện nay thì có rất nhiều công ty có thể thuê làm SEO, và cái gói làm SEO cũng rất là đắt tiền, từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu, thậm chí cả gói tiền tỷ luôn. Các bạn hãy thử tưởng tượng một trang thương mại điện tử lớn như Lazada hay AD rồi, họ có hệ thống làm SEO lên tới hàng trăm nhân sự. Để làm gì? Để mà SEO tất cả những cái từ khóa mà trên website đó bán có thể lên được cái vị trí thứ hạng tìm kiếm. Và đó chính là cách người ta bán hàng. Website, SEO, Google tìm kiếm, đó chính là cách mà khách hàng sẽ tìm thấy chúng ta. Bán hàng tự động, bán hàng không cần phải quảng cáo, được chưa ạ? Vâng. Và chúng ta cũng có thể học hỏi từ website của chính đối thủ, xem họ có gì tính năng gì mới, hoặc là chúng ta nghiên cứu những xu hướng mới để chúng ta cập nhật cho website của chúng ta, để chúng ta làm tốt hơn và hoàn thiện hơn các cái tính năng cũng như là các yêu cầu, để ngày làm cho khách hàng trở nên thỏa mãn hơn. Và các bạn hãy lưu ý là website chính là một cái nền tảng căn bản nhất của một cái người bán hàng, hay của công ty, hay của một doanh nghiệp là chúng ta cần phải làm. Một king of sale thì phải biết làm website, phải biết viết website, phải đưa lên website làm sao cho nó đẹp, nó hấp dẫn, nó hay, có đúng không ạ? Vâng, tôi vừa nói đơn giản như vậy một số cái gợi ý
để giúp cho các anh chị tạo ra một cái website có giá trị, có hữu ích, và làm thế nào để có được lượt truy cập, được chưa ạ? Rất vui được chia sẻ với anh chị và các bạn trong video này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.